Đã đến với video thứ 70 kênh nấu nướng cùng KTK. Hôm nay KTK chia sẻ với các bạn cách tận dụng những chiếc kẹo sô-cô-la và những chiếc bánh cookie lâu ngày không dùng tới. Hương vị của bánh và kẹo không còn ngon như lúc ban đầu. Thay vì chúng ta lãng phí thì KTK sẽ tận dụng những chiếc bánh cookie và kẹo sô-cô-la để tạo ra một chiếc bánh ngọt phủ sốt sô-cô-la hoàn toàn mới mẻ, đậm đà, ngọt ngào. Món bánh ngọt phủ sốt sô-cô-la, chúng ta cần 450g bánh cookie các loại. Nếu như trong bánh cookie có cái lớp kem ở giữa, các bạn có thể cạo bỏ lớp kem. Chúng ta chỉ sử dụng cái bánh cookie thôi. Các bạn sẽ bẻ đôi cái bánh cookie và bỏ vào trong máy xay thực phẩm. Máy xay thực phẩm KTK sử dụng thì tương đối nhỏ nên là phải thực hiện cái công đoạn này khá nhiều lần. Còn nếu các bạn có một cái máy xay thực phẩm to hơn thì chúng ta cho tất cả 450g bánh cookie vào và xay một lần. Các bạn xay bánh cookie thành những cái vụn mịn, và cái độ mịn của những cái vụn bánh này càng mịn thì cái mặt bánh nó sẽ càng mướt, càng mượt các bạn ha. Sau khi chúng ta xay xong toàn bộ 450g bánh cookie thành bột mịn, các bạn sẽ chuẩn bị lò nướng và chúng ta set lò ở 180 độ C trước khi chúng ta chế biến phần bánh các bạn ha. Và các bạn cho vào cái bột cookie xay 9g baking powder, đó chính là bột nở đó các bạn. Trộn đều bột cookie và bột nở. Sau đó các bạn cho vào 600g, tức là 600ml sữa nóng. Sữa này thì các bạn có thể đun nóng lên đến 70 độ C. Và các bạn không đun sôi sữa các bạn nha, mà chỉ đun sữa đến 70 độ C. Thì nếu không có nhiệt kế, các bạn có thể nhìn cái sữa, khi mà sữa bắt đầu bốc hơi lên thì là ok. Các bạn sẽ cho từ từ sữa vào trong cái hỗn hợp bột bánh cookie và bột nở lúc nãy. Hòa đều sữa và bột bánh cookie với baking powder. Trộn bột thật kỹ, thật đều, bột đã hòa quyện với các thành phần thì các bạn sẽ cho bột ra khuôn. Khuôn hôm nay KTK sử dụng có size 20cm. Các bạn sẽ phết bơ vào thành khuôn thật kỹ để bánh không bị dính các bạn. Và ở đáy khuôn các bạn sẽ đặt một cái tấm giấy nến. Sau đó cho toàn bộ hỗn hợp bột vào trong khuôn. Chúng ta làm láng mặt bột. Các bạn sẽ cho vào lò nướng. Mình sẽ nướng ở rãnh giữa 180 độ C từ khoảng 25 cho đến 30 phút.
khi đợi bánh chín, các bạn chuẩn bị làm phần sốt sô-cô-la, chúng ta cần 150g kẹo sô-cô-la sữa, có hạt bên trong hay là không đều được các bạn. Nhưng các bạn nên dùng sô-cô-la sữa, bởi vì nếu chúng ta chỉ dùng kẹo sô-cô-la đơn thuần thôi, thì khi mà mình làm cái nước sốt và để nguội thì sô-cô-la sẽ bị đông cứng lại. Còn với sô-cô-la sữa thì không, các bạn sẽ băm sô-cô-la ra. Và chúng ta đun nóng 90g sữa tươi và các bạn cho vào 30g bơ lạc. Các bạn nhớ là mình đun nóng sữa chứ không đun sôi nha các bạn. Và khi bơ vừa tan ra thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần kẹo sô-cô-la sữa vào trong cái hỗn hợp sữa bơ. Khuấy đều. Và nhớ là các bạn không đun sôi sữa, mình chỉ làm cho sữa nóng lên và tan sô-cô-la. Sau đó các bạn nhấc nồi và tiếp tục khuấy sô-cô-la đến khi mà toàn bộ sô-cô-la tan hết. Các bạn sẽ để nguội phần nước sốt này. Để thử bánh, các bạn có thể dùng một cây tăm và xơm vào trong bánh. Nếu cây tăm không có bị dính bột thì bánh đã chín, bởi vì cái màu bánh màu sô-cô-la nên các bạn khó nhận ra được bánh ở cái độ chín vàng hay là không. Dạ, và chúng ta để nguội bánh, rồi chúng ta sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Các bạn nhớ là mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn sau khi bánh nguội nha. Kế tiếp các bạn sẽ đổ toàn bộ nước sốt sô-cô-la chúng ta đã chế biến lúc trước lên trên bề mặt bánh. Trông rất ngon đúng không các bạn? Và thế là chúng ta đã có được một chiếc bánh ngọt sốt sô-cô-la. Rất đơn giản, dễ làm và lại rất ngon. Hy vọng các bạn yêu thích món bánh ngọt phủ sô-cô-la của KTK. Và nếu yêu thích, các bạn đừng quên subscribe cho KTK. Các bạn nhớ để chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ KTK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.